Thời điểm này, những năm trước, các doanh nghiệp du lịch đang tất bật quảng bá, giới thiệu hàng trăm tour du lịch Tết, nhiều tour đã khóa sổ. Tuy nhiên, năm nay do Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tâm lý của du khách. Đến thời điểm này, khi mà dịch đã được kiểm soát, thị trường tour du lịch Tết đang có dấu hiệu ấm trở lại. Theo các đơn vị lữ hành, hiện lượng khách đặt tour Tết đã có dấu hiệu tăng trở lại. Mặc dù là tour Tết dương lịch và Tết âm lịch, nhưng giá tour nội địa năm nay tiết kiệm từ 15 đến 30% so với Tết năm ngoái. Đây là diễn biến lạ so với các năm, khi tour Tết luôn có mặt bằng giá cao hơn so với các tour khởi hành trong năm. Vì nhu cầu cao, áp lực về nhà cung cấp lớn, các doanh nghiệp cho biết việc giảm giá có được là nhờ công ty du lịch làm việc trực tiếp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ với nỗ lực cùng chung tay phục hồi du lịch nội địa.